cái tiêm chủng. Tuy nhiên có dưỡng kháng sinh đi nữa thì mình vẫn phải chích ngừa. Tuy nhiên mình nên đến những cái trung tâm mà uy tín để người ta chích cho mình, người ta tham vấn cho mình và ta chỉ cho mình cái cách theo dõi sau khi mình chích ngừa. Và cái điều cũng khá là quan trọng một khán giả này đó, rất là quan trọng là mình ý thức được là mình sắp sửa có con thì mình nên chuẩn bị đi chích để mình ngừa cho con mình, dù là mình có dị ứng kháng sinh.